Chén trúc tùng là sự thơm hiệp mau Chúa Kitô, là sự thông hiệp mau Chúa Kitô. Chén trúc tùng đây chén là sự thông hiệp mau Chúa Kitô, là sự thông hiệp mau Chúa Kitô. Con lấy gì mà đền đáp Chúa? Vì muôn ơn lành người ban cho con xin nâng chén kêu đồ và kêu cầu dành Chúa. Chén trúc tùng đây chén là sự thông hiệp thấu Chúa Kitô, là sự thông hiệp mau Chúa Kitô. Đây trước mặt người thật cao quý là bao môn đồ, vì người ra đi và người đập tan xích xiềng phần tôi hẹn của Chúa. Chén trúc tùng đây chén là sự thông hiệp thấu Chúa Kitô, là sự thông hiệp mau Chúa Kitô. Xin tiễn người lễ vật tri ân và uy danh người, miệng con kêu vang lời thề này xin giữ tròn ở trước mặt muôn dân. Chén trúc tùng đây chén là sự thông hiệp